Sáng nay tại căn cứ suối cách mạng suối Mạch Máng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình, thành phố Dị An phối hợp cùng Ban liên lạc truyền thống quân đoàn 4 tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm trận đánh suối Mạch Máng 4 tháng 5 năm 1968, 4 tháng 5 năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo quân khu 7, quân đoàn 4, lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, cùng đông đảo nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại căn cứ cách mạng suối Mạch Máng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại suối Mạch Máng cách đây 55 năm. Bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau đó, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của quê hương Tân Bình, Dĩ An và sự kiện trận đánh suối Mạch Máng tại ấp Tân Phước, xã Tân Hiệp, quận Dĩ An, nay là khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nơi đây ngày 4 tháng 5 năm 1968 đã diễn ra trận chống càn vô cùng dũng cảm và oanh liệt của lực lượng bộ đội chủ lực và dân quân địa phương, đập tan hoàn toàn trận càn quy mô lớn của địch, viết lên một trang sử vẻ vang cho Tân Bình, Dĩ An, anh hùng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi nắm tình hình theo đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân địa bàn bắt đầu xây dựng cái bia tượng niệm anh em là hy sinh ở trên cái chiến trường này. Và từng năm một thì chúng tôi đều tổ chức ra thắp hương cho anh em. Hôm nay về dự chương trình kỷ niệm 55 năm trận đánh suối Mạch Máng, em rất là vui mừng cũng như là tự hào về cái truyền thống của cha ông ta đi trước. Thì với vai trò là một người thanh niên trẻ trong xã hội hiện nay cũng như là quê hương Tân Bình, em xin hứa sẽ lao động học tập, phấn đấu cố gắng để không phụ lòng của các cha anh đi trước, nhằm mục đích xây dựng quê hương Tân Bình ngày một giàu đẹp hơn. Để tri ân công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong trận đánh suối Mạch Máng năm 1968, nhân kỷ niệm 40 năm trận đánh suối Mạch Máng, thành phố Dĩ An đã tiến hành xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ suối Mạch Máng. Bia tưởng niệm ghi danh 162 liệt sĩ, trong đó có 152 liệt sĩ thuộc đơn vị bộ đội chủ lực và 10 liệt sĩ là dân quân du kích địa phương. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận di tích lịch sử suối Mạch Máng, suối Sọ là di tích cấp tỉnh, thành phố. Đây là địa chỉ đỏ để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay những truyền thống, lịch sử vẻ vang hào hùng của các thế hệ cha ông đi trước đã anh dũng hy sinh xương máu của mình để bảo vệ hòa bình độc lập cho dân tộc hôm nay. Từ đó, biết trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp tục kế thừa, đoàn kết và phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh, hiện đại hơn.